Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết tập làm văn ngày hôm nay, tuần 23, chương trình lớp 5. Để tiết học có hiệu quả, các em cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở, bút và chú ý lắng nghe bài giảng của cô nhé. Nào, chúng mình đã sẵn sàng chưa? Tuần trước, các em đã được ôn tập về văn kể chuyện và chắc hẳn chúng mình đã viết được những bài văn kể chuyện rất là hay. Các em ạ, à, trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên có những buổi sinh hoạt tập thể hoặc các chương trình hoạt động tập thể. Vậy muốn buổi sinh hoạt ấy đạt hiệu quả, công việc được sắp xếp một cách khoa học thì chúng ta cần phải lập chương trình hoạt động cụ thể. Hôm nay, trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em biết cách lập chương trình hoạt động tập thể. Các em cùng nhớ kiến thức đã học và cho cô biết vì sao trước khi tổ chức một hoạt động tập thể ta lại cần lập chương trình hoạt động. Chắc hẳn các bạn đều đã có câu trả lời của mình rồi. Trước khi tổ chức một hoạt động tập thể, ta cần lập chương trình hoạt động giúp cho mọi việc được chuẩn bị tốt, đảm bảo cho hoạt động ấy được thành công. Cô có câu hỏi thứ hai. Một chương trình hoạt động có cấu tạo như thế nào? Chắc hẳn bạn nào cũng còn nhớ một chương trình hoạt động gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mục đích, phần thứ hai là phân công chuẩn bị, phần thứ ba là chương trình cụ thể. Nhớ lại kiến thức đã học vừa rồi sẽ giúp cho các em học tốt hơn ở tiết tập làm văn ngày hôm nay. Lập chương trình hoạt động. Sách giáo khoa tiếng Việt, lớp 5, tập 2, trang 53. Ngày hôm nay, các em sẽ biết cách lập một chương trình cho một hoạt động tập thể, đồng thời biết cách khái quát công việc và làm việc khoa học hơn. Chúng ta cùng đến với nội dung bài mới ngày hôm nay. Các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5, trang 53, 54 và đọc thầm theo cô yêu cầu của đề bài. Đề bài: Để hưởng ứng phong trào em là chiến sĩ nhỏ, Ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau. 1. Tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông. 2. Triển lãm về an toàn giao thông. 3. Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông. 4. Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy. 5. Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng. Em hãy lập chương trình cho một trong các hoạt động trên. Để hoàn thành bài được tốt, cô cùng các em tìm hiểu kỹ đề bài. Các em hãy xác định xem trọng tâm của đề là gì. Các em ạ, à, đề bài yêu cầu chúng mình lập chương trình cho một hoạt động tập thể. Vậy, đó là những hoạt động nào? Đó có thể là tuần hành tuyên truyền, triển lãm, thi vẽ tranh, sáng tác thơ truyện, phát thanh tuyên truyền hoặc thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng. Ngoài những gợi ý mà đề bài đưa ra, ở trường các em còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích. Trong thời điểm hiện nay, các em thấy chương trình nào phù hợp với khả năng và thế mạnh của bản thân thì hãy lựa chọn cho mình một hoạt động để lập chương trình. Trong bản chương trình nên có những nội dung sau. Thứ nhất, mục đích: góp phần vào công tác giữ gìn trật tự an ninh như thế nào? Rèn luyện những đức tính, những phẩm chất gì cho mỗi đội viên? Phần 2, phân công chuẩn bị: chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động, chuẩn bị các hoạt động cụ thể. Phần thứ ba, chương trình cụ thể: tập trung đến địa điểm tổ chức hoạt động, trình tự tiến hành các hoạt động, tổng kết tuyên truyền các chi đội và đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kèm ý, ở đây đề bài rất mở. Các em có thể lập chương trình cho hoạt động một trong năm hoạt động mà sách giáo khoa đã nêu hoặc lập chương trình cho hoạt động khác mà trường mình dự kiến sẽ tổ chức. Ví dụ như một buổi làm vệ sinh trường lớp hoặc một buổi tuyên truyền về an toàn giao thông. Và các em cũng chú ý,
Đây là những hoạt động do ban chỉ huy liên đội của trường mình tổ chức. Vì vậy, khi lập một chương trình thì mình cần tưởng tượng mình là liên đội trưởng, liên đội phó của liên đội, hoặc là ủy viên trong ban chấp hành liên đội, hoặc là thành viên trong ban cán sự lớp để lập chương trình cho lớp, cho chi đội hoặc là cho liên đội. Khi lựa chọn hoạt động để lập chương trình, nên chọn hoạt động mà em đã biết, đã được tham gia. Trong trường hợp cả năm hoạt động em đều chưa biết, chưa tham gia, em cần dựa vào kinh nghiệm của bản thân, tham gia các hoạt động khác để tưởng tượng và lập một chương trình hoạt động mới. Các em đã chọn được chương trình cho mình chưa? Và việc lập chương trình các em sẽ thực hiện sau tiết học ngày hôm nay. Còn trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em lập một chương trình hoạt động có ý nghĩa rất là lớn mà chắc hẳn bạn nào cũng đã được tham gia. Chính là tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Như các em đã biết, hàng năm trên đất nước ta xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Có vụ để lại hậu quả không ai mong muốn. Người nhẹ thì bị tàn tật, nặng thì bị tử vong. Vậy thì làm sao để giảm tai nạn giao thông đường bộ? Chúng ta cần nâng cao ý thức chấp hành đúng luật giao thông của mọi người. Đó là một việc làm hết sức thiết thực và quan trọng. Ở trường học của các em cũng thường tổ chức các hoạt động để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của mọi người. Chúng mình sẽ cùng nhớ lại và trong giờ hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em lập chương trình tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Vậy thì chương trình tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông thì nhằm mục đích gì? Chúng mình cùng nhớ lại xem. Và các em sẽ rất dễ dàng xác định được hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông nhằm mục đích góp phần làm tăng ý thức chấp hành đúng luật giao thông của mọi người, giảm tai nạn giao thông đường bộ, rèn luyện thói quen tham gia giao thông đúng luật giao thông đường bộ. Xác định được mục đích rồi sẽ giúp cho các em xác định được các việc làm cụ thể và phân công công việc. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là phân công chuẩn bị. Vậy theo các em, hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cần chuẩn bị những gì? Chúng mình cùng nhớ lại xem. Ở đây, cô gợi ý với các em như sau. Mỗi chi đội mang 5 lá cờ Tổ quốc, 3 bảng cá nhân có tay cầm, ghi khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn giao thông sẽ giao cho các chi đội 5A, 5B, 5C, 5D. Đội trống mang theo trống để tuyên truyền sẽ giao cho chi đội 5C, 5D. Các chi đội trưởng, chi đội phó phụ trách viết khẩu hiệu. Và các em cũng chú ý, đây không phải là những công việc cố định mà nó có thể thay đổi tùy theo từng chương trình, theo từng lớp của các em, sao cho phù hợp với khả năng và thế mạnh của từng bạn. Và phần cuối cùng chính là chương trình cụ thể. Cô gợi ý như sau. Tất cả đội viên tập trung về trường lúc 7 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Đi tuyên truyền theo tuyến quốc lộ 3, tuyến đi từ trường đến tổ dân phố 4, số 3, số 1, điểm kết thúc tại hội trường tổ dân phố số 1. Tổng kết, nhận xét, tuyên dương tại hội trường tổ dân phố số 1. Cô lưu ý các em, chọn địa điểm tập trung và tuyến đường đi tuần hành sao cho phù hợp với trục đường chính của địa phương và gần với trường mình. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em lập chương trình cho hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Trong lớp các em có nhiều bạn có khả năng vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện thì chúng mình có thể dựa theo gợi ý số 3 để lập chương trình thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông. Vậy theo các em, hoạt động này nhằm mục đích gì? Chắc hẳn các em đều sẽ xác định được mục đích nhằm tuyên truyền, vận động học sinh có ý thức chấp hành an toàn giao thông, phát hiện tài năng nghệ thuật của các bạn học sinh, động viên các bạn học sinh tham gia các hoạt động. Xác định được mục đích rồi sẽ giúp cho chúng ta tìm ra các việc cần làm và phân công cụ thể. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai. Phân công chuẩn bị. Ban giám khảo sẽ là thầy, cô chủ nhiệm
hoặc các anh chị tổng phụ trách. Phổ biến nội dung và kế hoạch cuộc thi, các em lưu ý sẽ giao cho các bạn năng nổ, nhanh nhẹn, nói năng có sức thuyết phục. Và ở đây, cô có thể giao cho Chủ tịch Hội đồng Tự quản. Phần chuẩn bị phần thưởng sẽ do Phó Chủ tịch Hội đồng Tự quản. Và chúng ta đến với phần cuối cùng là chương trình cụ thể. Thứ nhất, họp lớp để phổ biến nội dung cuộc thi, thời hạn nộp bài vào ngày 15 tháng 3 năm 2020. Nộp bài ngày 24 tháng 3 năm 2020 cho Chủ tịch Hội đồng Tự quản. Chấm các tác phẩm dự thi ngày 26 tháng 3 năm 2020. Tổng kết phát thưởng ngày 27 tháng 3 năm 2020. Cô lưu ý các em, đối với một số hoạt động như triển lãm tranh, sáng tác thơ, truyện thì cần thời gian để các bạn chuẩn bị. Do đó, chúng ta cần phải tổ chức buổi họp lớp hoặc là để thông báo hoặc là để phát động sẽ phải trước từ 1 cho đến một vài ngày tùy theo đặc điểm của từng hoạt động. Và qua hai chương trình mà cô vừa hướng dẫn các em thấy được cả hai chương trình đều gồm có 3 phần. Phần mục đích xác định rõ ràng, ý nghĩa, phù hợp theo từng chương trình. Phần phân công chuẩn bị đã liệt kê công việc, phân công chi tiết, cụ thể. Phần chương trình cụ thể, các hoạt động đã được sắp xếp theo trình tự thời gian hợp lý. Ta không thể thay đổi thứ tự các phần này được, vì chỉ khi xác định được mục đích của chương trình sẽ giúp cho các em tìm ra được những việc cần làm và phân công để đạt được mục đích đó. Dựa vào đó, ta sẽ lập được chương trình cụ thể. Việc lập chương trình kế hoạch khoa học sẽ giúp cho các em thu hút được nhiều bạn tham gia và chương trình của các em có sức lan tỏa trong cộng đồng. Một chương trình hoạt động tập thể hay có thể áp dụng ở nhiều lớp. Ghi nhớ những điều này, cô tin là các bạn đã có thể lập được chương trình hoạt động cho mình rồi đấy. Và để biết chương trình của mình đã tốt hay chưa, chúng mình sẽ dựa vào các tiêu chí đánh giá. Cô đưa ra các tiêu chí đánh giá như sau. Trình bày có đủ 3 phần: mục đích, phân công chuẩn bị, chương trình cụ thể không? Phần mục đích có rõ ràng không? Nêu đầy đủ việc và phân công việc đã cụ thể chưa? Chương trình cụ thể có hợp lý, phù hợp với phần phân công chuẩn bị không? Chúng mình cùng ghi nhớ các tiêu chí này để đánh giá chương trình hoạt động nhé. Như các em đã biết, chúng ta đang nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã chịu rất nhiều vất vả trong thời gian chung tay phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng xứng đáng là một chiến sĩ quân hàm xanh trên tuyến đầu biên cương của Tổ quốc. Sau đây, chúng mình sẽ cùng tham khảo một bản chương trình thăm các chú bộ đội biên phòng lớp 5A mà cô đã sưu tầm được của các bạn học sinh lớp 5 năm học 2018-2019. Tham khảo xem chương trình của bạn có điểm gì để rút kinh nghiệm, có điểm gì hay để học tập. Và dựa theo các tiêu chí đánh giá cô giáo đã đưa ra để có nhận xét của mình nhé. Với chương trình thăm các chú bộ đội biên phòng, bạn đã xác định phần mục đích như sau: tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, giáo dục học sinh lòng biết ơn các chú bộ đội biên phòng, rèn luyện học sinh nền nếp, có tình cảm tốt với những người lính phải canh gác trạm tiền tiêu, bồi dưỡng tình yêu Tổ quốc, yêu những người lính. Ở phần thứ hai, phân công chuẩn bị, bạn đã xác định phương tiện, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh, công tác hậu cần do bạn Thủy Tiên, bạn Mai Trang, bạn Thúy Ngân và phụ trách chung là bạn Mai Trang. Phần chuẩn bị bài phát biểu do Chủ tịch Hội đồng Tự quản của lớp. Văn nghệ giao lưu
đội văn nghệ của lớp 5A, hai tiết mục. Quà tặng do bạn Hoàng Nguyễn, bạn Hồng Quân và bạn Âu Hân phụ trách. Phụ trách chung là bạn Hoàng Nguyễn. Phần thứ 3, chương trình cụ thể. Tập trung về trường. 6 giờ 45 phút, xe bắt đầu đi từ trường. 7 giờ 45 phút, đến đồn biên phòng. 8 giờ đến 9 giờ 30, gặp gỡ giao lưu với các chú công an biên phòng. Lên xe về trường. Như vậy, ở đây chắc hẳn các bạn đã có được nhận xét cho mình rồi, đúng không? Cô giáo đưa ra nhận xét của mình như sau. Cô thấy chương trình hoạt động đã đầy đủ 3 phần. Mục đích rõ ràng, phân công chuẩn bị đầy đủ, phù hợp. Phần tiến trình đã hợp lý và các em có thể học tập để xây dựng chương trình cho mình. Nhưng cô cũng có một lưu ý nhỏ. Các em thấy ở phần tập trung về trường và phần lên xe về trường, chúng ta nên bổ sung thêm thời gian cụ thể, rõ ràng hơn để các bạn biết chuẩn bị. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, các em đã biết thêm điều gì? Qua bài ngày hôm nay, giúp các em biết cách lập một chương trình hoạt động cụ thể, có khả năng khái quát công việc, rèn cách làm việc có kế hoạch và có ý thức tập thể. Là một người chủ tịch hội đồng tự quản của lớp, liên đội trưởng hoặc là thành viên trong ban chỉ huy liên đội, khi lập chương trình hoạt động, các em cần chú ý phân công sao cho phù hợp nhất với khả năng, với thế mạnh của các bạn để chương trình đạt được hiệu quả cao nhất. Hiện nay, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, các em hãy có những hành động đơn giản, thiết thực để tham gia các chương trình. Ví dụ như giữ gìn vệ sinh thân thể để phòng tránh dịch bệnh, có hành động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường. Các em thấy các chương trình hoạt động khác nhau về nội dung, hình thức hoặc chủ đề, nhưng thông thường cấu tạo của một chương trình hoạt động gồm 3 phần. Thứ nhất, mục đích là xác định được mục đích của chương trình. Phần thứ hai, phân công chuẩn bị, xác định các việc cần làm và phân công cụ thể. Phần thứ ba, chương trình cụ thể là các hoạt động được sắp xếp theo trình tự thời gian hợp lý. Đây là những kiến thức mà cô muốn các em cần phải ghi nhớ. Chúng mình cùng đọc thầm lại một lần nữa nhé. Sau tiết học ngày hôm nay, cô muốn các em hãy ghi nhớ cấu tạo của một chương trình hoạt động và hãy lập cho mình một chương trình hoạt động tập thể theo gợi ý của đề bài, hoàn thiện vào vở và gửi đến các thầy cô giáo chủ nhiệm của các em để được nhận xét, đánh giá. Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, cô gợi ý các em có thể lựa chọn một chương trình hoạt động phù hợp với khả năng, điều kiện của địa phương. Ví dụ như chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, sao cho chương trình hoạt động có sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được nhiều người tham gia. Và để học tốt tiết tập làm văn giờ sau, cô yêu cầu các em sẽ đọc trước bài, ôn tập về tả đồ vật. Như vậy, cô và các em vừa kết thúc xong bài lập chương trình hoạt động. Chúc các em có một tiết học hiệu quả. Xin chào tất cả các em.